Nam mô Bụt Tha, dạ chúng con kính tri ân Thượng tọa Tự Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ thưa, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2500. Nikaya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Kinh Thập Thượng, Đa Sutara, Sutta, năm pháp cần phải đoạn trừ sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Năm pháp cần phải đoạn trừ. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ. Có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được khởi sanh, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, thủy miên hôn trầm triền cái, trảo hối quả triền cái, nghi triền cái, đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn. Năm pháp cần đoạn trừ. Tức là năm triền cái, Nivarana, năm thứ phiền não ngăn che sự tiến tu, làm trở ngại thiền định đạo quả. Thưa xin, trong cái thời gian mà Phong Lan phát bài để cho tri chúng đọc thì quý vị làm ơn ngưng lại hết, đừng có chát chát gì lên ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, làm ơn. Nhật Quỳnh cũng vậy luôn dùm nha, Nhật Quỳnh nha. Làm ơn, làm ơn. Xin, tại vì tôi là già cả rồi ha. Quý vị mà phót lên một hồi cái là tôi tầm không có chú ý được cái bài học. Dạ, dục, dục cái, sự tham muốn dục lạc, sợ. Hai, sân độc cái, sự sân hận thù oán. Trời ơi, khổ ghê, kêu bằng khoan chào đã, để xí nữa chào mà. Hôn, số ba, hôn thiền cái, sự giả dự buồn ngủ, ủi ải mệt mỏi. Trạo hối cái, sự day dứt phóng tâm, sao động lo lắng. Năm, hoài nghi cái, sự ngờ vực cho giữ hoang mang. Năm triền cái này trong kinh có thí dụ tính chất ngăn che tâm như năm thứ nước. Dục tham như nước pha màu, sân hận như nước nóng sôi, hôn thụy như nước đóng rong, trạo hối như nước dậy sóng, hoài nghi như nước bùng. Dạ. Thưa bà, đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp
và Chư Tăng. Cảm ơn vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về năm pháp cần được đoạn trừ. Bành chát tham ma ba hà tập ba, năm pháp cần được đoạn trừ. Đó là năm triền cái. Vậy thì cái triền cái ở đây, trước tiên là chúng ta nghe về cái danh từ triền cái. Triền cái ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái pháp mà nó ngăn che sự tiến tu, hoặc là nó làm trở ngại thiền định đạo quả. Trở ngại thiền định đạo quả ở đây có nghĩa là nó làm cho mình không đạt đến được, nó làm cho chúng ta không đạt đến được thiền định hoặc là đạo quả. Thành ra đó gọi nó là truyền cái. Vậy thì cái truyền cái ở đây đó, trước tiên là chúng ta cần phải hiểu là cái sự mà ngăn chặn hoặc là cản trở, hoặc là ở trong kinh tạng, ở trong kinh tạng có chỗ á, thí dụ như là ở trong cái bài kinh Tương Ưng Niệm Xứ đó, thì Đức Phật nói rằng cái này nó là một đống bất thiện, đống bất thiện này các tỳ khu, nếu có ai nói là năm chướng ngại, người ấy nói một cách chân chánh. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bất thiện thôi là mình đã thấy mệt mỏi rồi. Đống bất thiện vì vậy mà nó ngăn che, nó không cho mình chứng đắc được thiền định đạo quả là một cái hiển nhiên rồi. Vậy thì năm cái truyền cái này là cái gì? Nhục dục cái nè, rồi sân độc cái nè, hôn thị cái nè, cạo hối cái nè, rồi hoài nghi cái. Đó đây là năm cái truyền cái mà chúng ta sẽ học. Vậy thì năm cái pháp này chúng ta thấy rằng như ở trong phần chánh văn đó, nhất là cái phần mà ở trong kho tàng pháp học đó, thì nói về năm cái truyền cái này nó giống như là năm cái loại nước vậy đó. Đối với dục dục cái nó như là nước, nó bị pha trộn lẫn màu. Sân độc cái thì giống như nước, hôn thị cái thì giống như nước đóng rong, trạo hối cái thì giống như nước dậy sóng, hoài nghi cái thì giống như nước bùn. Rồi chúng ta nghe những cái nước này thì chúng ta thấy rằng là coi như là mình không làm gì được nữa hết, chúng ta không có làm được cái gì hết. Vậy thì dục dục cái này á, kama chanh nát như quá nát, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một người mà bị dính mắc hay là bị ước muốn với cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì coi như là mình bị dục cái nó đang. Thí dụ đối với mình tham dục với cái sự mà năm cái cảnh, sắc đẹp, rồi tiếng du dương, rồi mùi thơm, rồi vị ngon, rồi cái sự đụng chạm, xúc chạm êm ái đó, thì như vậy đó gọi là dục dục cái đó. Thì cái này chúng ta nên nhớ có một điều gì nữa nè. Đối với con người của chúng ta đó, có người thì bị chi phối ở ngoại cảnh và nội cảnh luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng dục dục cái này nó sanh lên đó, có nhiều khi mình nghe cái tiếng du dương, mình nghe cái tiếng du dương rồi mình đi tìm, hoặc là mình nhớ đến cái hình ảnh đó,
Rồi mình cũng đi tìm. Đó, cũng như cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là có một cái vị sa di mà cháu của trưởng lão chắc khú bánh. Khi mà có cái trách nhiệm dẫn sư bác mình đi ở trong rừng, vì sư bác mình bị mù, nhưng mà đang dẫn đi vậy thì nghe tiếng hát của một cái cô móc củi ở trong rừng. Rồi cái vị này coi như là sanh lên cái tâm ham muốn đi tìm tìm đến cái chỗ mà phát sanh ra cái tiếng hát đó. Đó thì trong cái trường hợp là bị dục dục cái nó chi phối. Thì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp là mình bị ngoại cảnh nó chi phối, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là chúng ta bị nội phần của chúng ta nó chi phối cũng vậy nữa. Đó, cũng như đối với hoàng hậu Khê Ma thì quý vị thấy rằng hoàng hậu Khê Ma cứ nghe Đức Phật thuyết về cái thân này 32 thể trược này, thành ra hoàng hậu Khê Ma rất là ngại đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì đối với hoàng hậu Khê Ma đó là chấp cái thân này rất là nhiều, có nghĩa là nhìn thấy cái thân này xinh đẹp, xinh đẹp. Thành ra chúng tôi muốn nói đến cái quan điểm này á, là có những người người ta cũng bị vướng, người ta bị vướng vào cái nội phần của người ta. Ví dụ như mình nhìn vô cái thân hình của mình nó vạm vỡ, hoặc là mình thấy cái nước da của mình nó mịn màng, nước da của mình mịn màng, hoặc là mái tóc của mình nó bồng bềnh vân vân, nó mượt mà gì đó, thì chúng ta cũng bị khởi lên cái dục dục cái này đó. Vậy thì qua đó nó cho chúng ta thấy đối với dục dục cái này á, là nó sanh lên á, là do đâu? Thứ nhất do là mình cứ thích ngắm, thích nhìn cái tướng tốt đẹp, cái xúc phát niết tá đó, nó thích nhìn ngắm mà cái tướng tốt. Rồi sau khi nhìn ngắm rồi đó thì chúng ta bị cái gì? Không khéo tác ý, không khéo tác ý, thành ra đó dục dục cái này nó dễ sanh lên, nó rất là dễ sanh lên đối với chúng ta. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng đối với mình nó bây giờ đó, bây giờ thí dụ như bây giờ da chúng ta da đen, da chúng ta là da bánh ít đi, nước nước da bánh ít thì chúng ta cũng nhìn chúng ta cũng thích nữa. Nói chung là chúng ta có cái màu da gì chúng ta cũng bị dễ bị cái ái nó khởi lên, là do đâu quý vị? Là do chúng ta không khéo tác ý, chúng ta không khéo tác ý nên chúng ta bị như vậy, chúng ta bị như vậy đó. Vậy thì đối chiếu lại, đối ngược lại thì bây giờ nếu mà mình muốn loại trừ mà dục dục cái này á, thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải học về những cái tướng không tốt đẹp, có nghĩa là mình học về 32 thể trược rồi đó. Sau khi học rồi mình phải làm cái gì? Phải tu tập, phải hành thiền, phải ngồi ở đó để mà niệm, niệm về những cái đề mục thể trược, những cái đề mục thể trược. Rồi song song ở đó đó chúng ta cũng phải biết phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đó. Chúng ta phải đóng kín cái lục căn của mình lại đó, thì mình mới ngăn ngừa được. Rồi ngoài ra đó đó chúng ta cũng phải biết tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ăn uống có nghĩa là mình không có ăn quá no, hoặc là mình không có dùng cái gì nó quá nhiều. Rồi chúng ta phải biết thân cận với bạn lành, thân cận với bạn lành. Vì sao vậy? Vì đối với bạn lành á, thì sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái điều thiện, hoặc là khuyến khích chúng ta làm cái điều tốt đó. Rồi chúng ta khi mà giao tiếp á, chúng ta phải nghe và nói những cái điều mà có lợi ích. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta gần với những cái người mà có cái tâm tâm lý muốn tu, người ta nghĩ rằng bây giờ mình thấy từ hồi lúc mà mình lớn lên đó, cho đến bây giờ đó, mình thấy toàn là
lâu lâu cái mình nghe nói người này bệnh ung thư rồi cái qua đời, hoặc là mình thấy cái người kia thì cũng làm lụng tất tần tật đủ thứ chuyện hết, nhưng cuối cùng khi mà ra đi có nghĩa là chết rồi cũng không đem theo được gì. Thôi chắc sắp tới rằm mình, thôi mình cũng ráng mình lo mình tạo phước cúng dường, hay là mình vài bữa nữa cuối tuần mà nó cũng gần với rằm lễ rồi này kia, mình đi đến coi coi có chỗ nào có khóa thiền để mình tu 1 2 ngày để tạo những cái công đức, dù sao cũng có một chút đỉnh gì đó đem theo. Thì nếu mà mình gần với mình nghe và mình nói về những cái câu chuyện đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho con người mình hướng về cái sự tu tập, mình hướng về cái sự biết đủ, mình hướng về cái cách để mà làm cho thân tâm mình an tịnh. Thành ra đó, đối với dục dục cái này đó, thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe. Có khi thì nó do mình nhìn cái ngoại cảnh tốt đẹp, mình thấy là tốt đẹp, hoặc là do mình nhìn cái nội phần của mình là những gì mình có mình cho là tốt đẹp, sau khi mình nhìn rồi thì mình không khéo tác ý, không khéo tác ý, thành ra đó nó sanh khởi cái điều này, thì cái chuyện này nó là cái chuyện thường đó. Thành ra nếu mà mình muốn để mà loại trừ cái dục dục cái này đó, thì chúng ta phải tìm học về những cái bất tịnh tướng. Sau khi học rồi phải tu tập, rồi song song ở đó phải biết phòng hộ các căn, rồi biết tiết độ trong ăn uống thân cận với bạn lành, rồi phải biết nghe và nói những cái câu chuyện mà nó hướng đến cái điều lợi ích đó. Thì như vậy đó thì chúng ta mới dần dần chúng ta mới mới ngăn được cái dục dục cái này. Còn nếu mà không thì chúng ta rất là khó, rất là khó, mà không chừng là chúng ta sẽ bị chìm đắm. Quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian này, cái thế giới của mình đang sống, có những người thì sau một thời gian người ta chán các dục, một số ít người thôi, còn đa phần là quý vị thấy rằng là coi như là mình sẽ vùi mãi trong các dục lạc, có nghĩa là mình chưa bao giờ mình biết ngao ngán. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ ở đời sống hiện nay đó, thì quý vị thấy rằng ai người ta cũng than khổ á, ai người ta cũng than khổ đó, chứ không ai mà nói cái cuộc đời này là tràn đầy hạnh phúc đó. Nhưng mà ở ban ngày thì mình than khổ gì chứ. Quý vị thấy rằng khi mà tối mình ra đường á, mình nhìn những cái quán mà bán đồ nướng, đồ chiên, đồ xào, rồi bán bia, bán rượu vân vân, chúng ta thấy đầy hết. Nếu mà giờ này ở Việt Nam quý vị có thể là quý vị đi mà trễ quá đó, là 8 giờ mấy á, nhiều khi không còn chỗ để ngồi đó. Thì cái điều chúng tôi nói về cái điều này á, là để là chúng tôi muốn nói rằng á, là đối với những cái dục này đó có nhiều gian chán, nhưng mà có nhiều người hưởng tới chết luôn, hưởng mà tới già nó chết luôn, người ta cũng chưa có thấy chán đó. Thành ra đó chúng ta nếu mà do vậy mà chúng ta cần phải có cái chi phần là mình thân cận với bạn lành. Thân cận với bạn lành thì bạn lành mới nhắc nhở thôi đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi, ăn và uống và thưởng thức, nhiêu đó là đủ rồi, thì chỉ có bạn lành mới nhắc nhở mình như vậy đó. Rồi kế tiếp là đến là sân độc cái Yabhadaniwarana, có nghĩa là sự sân hận hay là thù oán. Sân hận hay là thù oán, thật ra đó chúng ta chỉ có một chút ít khó chịu thôi, nó cũng là Yabhada rồi, có nghĩa là sân độc cái đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần mà nghe một cái lời nói gì á, một cái lời nói gì mà nó hơi nghịch nhĩ tí xíu đó, cũng như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có cái trường hợp mà của một cái cậu thanh niên đi cái giấc sáng rồi mà còn nằm ngủ ở đó, rồi cái chân ló ra rồi dính sình đồ này kia, rồi cái ông trưởng giả đó, một ông thí chủ, ông đi ngang ông nhìn ông nói rồi cái điệu này là đêm hôm đi khuya nè, du hành phi thờ nè, giao du bất đáng nè, thành ra bây giờ mới còn trùm mền nằm ở đây ngủ nè,
Đó là quý vị thấy rằng là cậu thanh niên đó là cột quan trái ông liền, à, để giành thủ sẵn dao ở trong người để mà tìm cơ hội để mà đâm ông liền. Đó, thành ra quý vị, thành ra chúng tôi mới nói rằng là thật ra chỉ một chút ít, à, một chút ít gì đó mà chúng ta khó chịu, à, chúng ta khó chịu quá mà chúng ta khở lên cái tâm khó chịu đó đó, à, thì nó cũng là da và đá rồi, à, là có nghĩa là cái sự sân hận, cái sự thù oán, cái sự sân hận và cái sự thù oán này đó quý vị, à, nó cũng, à, có khi á, là chúng ta thấy rằng là mình, à, nhìn những cái nhìn nghe ngắm ngửi vân vân những cái cảnh ở bên ngoài, à, chúng ta khở lên cái da bà đá này, à, cái sân hận, rồi có khi á, chúng ta tự nhiên nó không có cảnh bên ngoài rồi chúng ta cũng tìm cảnh nữa, à, có khi tự nhiên chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ cái số mình phải nói là khổ ha, à, sanh ra rồi nó, sanh ra lúc nào cái gì nó cũng thua người ta, sắc đẹp cũng thua, tài sản cũng thua, rồi trí tuệ cũng thua, rồi tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ cái chuyện gì đó, à, tự nhiên mình suy nghĩ mình tìm ra một đống lý do, à, để mà mình buồn, à, một đống lý do để, à, mà mình buồn đó. Như quý vị thấy nè, có những người người ta sáng tác ra những cái bài ca mà, à, kiếp nghèo đồ này kia đó, thì thật sự ra đó ở trong cái cuộc đời này á, à, nếu mà mình biết như vậy, à, mình biết như vậy, cũng như, à, cái cô gái, à, mà cổ nghĩ rằng là, à, khi mà cổ cúng dường á, thì cổ suy nghĩ rằng là do ở trong quá khứ mình không từng bố thí, thành ra bây giờ mình sanh ra làm cái kiếp tôi đòi, à, phải đi làm người ở nô lệ cho người ta. Hôm nay mình có dịp mình được cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, thành ra mình nguyện cái phước này, à, mình nguyện cái phước này ở trong tương lai mình có mặt ở đời là không bao giờ thiếu thốn gì vật thực. Đó thì quý vị thấy rằng cái cô gái mà ở trong cái câu chuyện hóa cú đó, đó thì cổ biết, à, chuyển bại thành thắng, à, chuyển bại thành thắng có đó, chứ không phải mà, à, tự nhiên mà ngồi, à, nhìn cái buồn tủi về cái cuộc đời của mình đồ này kia cái nó sanh khởi lên, à, cái tâm sân, thì cái điều đó nó cũng không được. Thành ra ở đây á, chúng tôi cũng, à, muốn giới thiệu cho quý vị biết rằng là có trường hợp, à, mình nghe âm thanh hoặc là mình nhìn cái cảnh, mình ngửi cái mùi gì đó ở bên ngoài rồi mình khởi lên cái da cái sự sân hận này, à, nhưng mà có những lúc có tự nhiên chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta, cái chúng ta khui ra đủ thứ chuyện, à, để cho mình khởi lên cái sân độc cái này, à, khởi lên tự ti mặc cảm, khởi lên đủ thứ đó, à, thì cái điều này nó rất là nhiều quý vị, à, nó rất là nhiều, à, những người mà không khéo tắc ý. Vậy thì đối với cái da ba đá này á, có nghĩa là cái sân độc cái này á, là nó khởi lên là do đâu, à, do chúng ta cứ tìm đến cái sự mà đối nghịch tướng, à, đối nghịch tướng là những cái tướng mình nó không có tốt đẹp, à, chúng ta cứ tìm đến những cái tướng nó hoài đó, thành ra đó, rồi sau khi tìm đến cái tướng đó rồi đó, rồi chúng ta không khéo tác ý, có nghĩa là tác ý không có đúng, mà tác ý không có đúng, à, mình sanh ra rồi tự nhiên mình nghĩ, à, mình, à, xấu rồi mình nghèo rồi mình này kia vân vân, rồi mình khởi lên buồn rồi này kia đó, à, thì mình không khéo tác ý, thành ra nó khởi lên, à, cái da ba đá này đó. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn á, à, chúng ta muốn á, nếu mà đừng có khởi lên, à, cái sân độc cái này đó, thì chúng ta nên, à, nên phải khiếp, hoặc là trong đời sống thường ngày, trong đời sống thường ngày chúng ta nên tìm những cái đề mục, à, tâm từ, à, những cái đề mục từ bi xã để mà chúng ta học, à, để chúng ta học, rồi sau khi mà chúng ta học rồi đó thì chúng ta phải tu tập, à, tu tập, có nhiều khi mình tu tập về tâm từ, có nhiều khi mình tu tập về tâm bi, nhiều khi mình tu tập về tâm hỷ, nhiều khi mình tu tập về tâm xã. Vì sao? Vì những cái đề mục này nó sẽ so dịu được, à, nó sẽ làm cho chúng ta không có ngăn chặn, không có khởi lên cái da ba đá này, không có khởi lên cái sân độc cái đó. Rồi nhiều khi á, chúng ta phải suy xét nữa quý vị, à, chúng ta phải suy xét, ví dụ như chúng ta suy xét cái gì,
mỗi chúng sinh là nó có thừa tự cái nghiệp nó riêng, là cái nghiệp nó riêng, chứ mình không có nhìn mà mình trách được ai hết. Sau khi mình quán xét rồi, mình nói rồi thôi đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo nói, mình có khi mình thấy cái người đó họ ăn nói họ làm gì đó, mình thấy coi như là nó xấu sàng quá, nhưng mà mình cũng xét lại, đối với người ta đã làm vậy, nhưng mà khi mà ở trên chánh điện đó, người ta cũng đảnh lễ nhìn cái hình bóng đó đó, nó cũng rất là dễ thương, nó cũng rất là dễ mến. Thành ra chúng ta bỏ qua được những cái lời nói hoặc là những cái hành động của người này, của cái người đó đó. Nhưng mà chúng ta cũng tìm, bây giờ mình cũng canh coi, mình hoan hỷ với họ khi mà họ lên chánh điện, họ lại Phật đồ này kia, nhưng mà mình tìm hoài mà cũng không thấy họ lên, thì mình tìm hoài mình không thấy cái tướng nào hết, cái tướng tốt đẹp nào của họ hết, thì lúc đó mình phải suy xét, chúng sinh là thừa tự của nghiệp, kammasakkata, đó là mỗi chúng sanh có một cái sự thừa tự nghiệp nó riêng. Bây giờ nó còn ngạo nghễ, hoặc là nó còn lang thang ở trong cái cuộc đời này, còn nên ngang được này kia, nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung sẽ rơi vào khổ cảnh vân vân, thì mình suy xét nhiều về nghiệp và quả của nghiệp. Thành ra đó, chúng ta không có sân với cái đối tượng đó, chúng ta không có sân với cái đối tượng đó. Rồi thân cận với bạn lành là chúng ta cũng phải nghe nói những cái điều có lợi ích, thì nhờ như vậy đó nó mới ngăn chặn được cái gia ba đá này, có nghĩa là ngăn chặn được sân độc cái. Kế tiếp là hôn thị cái, kế tiếp là hôn thị cái. Hôn thị cái này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái sự giả dụi buồn ngủ quể quải, giả dụi buồn ngủ quể quải. Cái điều này là quý vị thấy rằng nó cũng do có nhiều khi là chúng ta cũng bị tác động ở bên ngoài, tác động bên ngoài. Cái điều này chúng tôi gặp nhiều lắm quý vị. Có nghĩa là sáng mà mình ăn no vô ha, sáng ăn no vô rồi kiếm chỗ nào mát mát ngồi cái chỗ nào mát mát rồi không có suy nghĩ rồi để cái tâm nó thụ động gì đó, rồi là chút xíu là quý vị thấy là nghe là nó khò khò liền, có nghĩa là nó ngủ luôn đó, nó ngủ luôn. Thì đó, cái trường hợp đó là nó bị tác động ở bên ngoài, rồi có khi nó cũng bị tác động ở bên trong nữa quý vị. Có nghĩa là cái tâm của mình khi mà mình tự nhiên cái mình có cái trạng thái nó buồn chán gì đó, nó buồn một cái điều gì đó, thì nó cũng dễ khởi lên cái hôn thị cái này. Quý vị thấy rằng hôn thị cái nó hồi trước giờ đó, là mình tưởng là nó chỉ tác động bên ngoài không, nhưng mà thật sự ra không phải. Khi mà cái tâm mình ở trong tâm mình mà có một cái điều gì đó mình chán nản, mình buồn chán quá đó, thì coi như là chỉ cần ai mà cho mình cái chỗ nào đó thôi là coi như mình ngủ vùi, ngủ vùi được, coi như là ngủ mà quên trời quên đất luôn đó. Thành ra trong cái trường hợp đó là hôn thị cái, nó coi như là nó xâm chiếm, nó đánh ngập luôn rồi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Alo. Dạ dạ dạ, cảm ơn, cảm ơn quý vị. Vậy thì cái hôn thị cái này nè, là chúng ta thấy rằng là nó do đâu quý vị? Do cái vật thực nó cũng làm cho mình dễ bị hôn thị cái. Có nghĩa là mình ăn nhiều quá, mình ăn nhiều quá, hoặc là mình không có chịu vận động, rồi mình không có chịu suy nghĩ, vân vân. Đó, thì những nó sẽ làm cho mình dễ bị giả dụi, dễ bị buồn ngủ. Thì cái trạng thái này nếu mà mình chỉ cần mà nhớ lại thôi, mình suy xét lại coi cái trạng thái này mình có bị chưa, bị rồi, ai mà giờ này mà ăn no nhiều quá rồi cái tâm cũng chán chán, tự nhiên là mình kiếm cái chỗ nào mát mát đi, mình vô mình mở máy lạnh, mở quạt máy lên đi, rồi mình nằm mình không có chịu, mình nghe rồi mình không có chịu suy tư đến, không có chịu, cũng như là có cái sự mà cố ý lắng nghe vân vân, mình để cho cái tâm mình nó thiêu thiêu hồi là coi như là mình ngủ luôn. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó cũng gọi là hôn thì cái nó đã đánh sập mình rồi. Vậy thì
cái người á, mà muốn trị được cái hôn thị cái này đó, thì cái vị đó đó phải biết là quán tưởng về vật thực, hoặc là sống phải biết là tri túc, rồi phải biết thay đổi cái quan nghi. Gần gần đang ngồi mà thấy mình cảm thấy mà mình sắp sửa ngủ rồi đó, thôi mình làm ơn mình đứng dậy mình đi, hoặc là mình thay đổi, mình thay đổi kiểu ngồi, hoặc là mình thay đổi cái cách suy nghĩ mình vân vân đó, mình hoặc là mình nghĩ đến cái ánh sáng, hoặc là mình tìm cái chỗ nào mà nó sáng, nó không khí nó lành mạnh, không khí nó lành mạnh đó, thì chúng ta mới ngăn trừ được cái hôn thị cái này. Rồi chúng ta cũng phải nghe những cái điều mà lợi ích, nói những cái điều lợi ích, thân cận với bạn lành. Thật ra thì quý vị thấy rằng cái hôn thị cái này ở trong thời Đức Phật thì quý vị thấy rằng ngày ngày Mokkalana đó, ngài cũng bị cái điều này nữa, ngài cũng bị cái điều này nữa, nhưng mà lúc đó ngài được cái may mắn là cái pháp độ của ngài là đã già dặn rồi, đã vậy còn gặp được Đức Phật nữa. Thành ra Đức Phật đã đến chỉ dạy cho ngài Mokkalana là ngài Mục Kiền Liên là coi như là không có tác ý, không có tưởng nhiều đến cái sự mà ngủ nghỉ, rồi đọc tụng xem xét những cái pháp mà đã được nghe, đã được học, rồi coi như là mà đã chẳng những như vậy mà còn phải là tụng đọc một cách lớn và chậm rãi, hoặc là xo tay bóp chân rửa mặt rồi tác ý đến ánh sáng rồi đi kinh hành vân vân đó, thì Đức Phật ngài đã đến, ngài thuyết cho ngài Mục Kiền Liên nghe về cái điều này. Thì chúng tôi muốn kể ra cái điều này đến chi vị, để cho chúng ta thấy rằng coi như là cái hôn thị cái này là coi như là nó rất là dính liền với đời sống của chúng ta, rất là dính liền với đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ cần mà nhớ lại thôi, chúng ta nghĩ là coi như là ngày nào chúng ta cũng bị cái truyền cái này là nó áp đảo chúng ta, nó làm chúng ta khổ mãi, nó liên tục gì đó. Thành ra khi mà đến mà cái vị A-la-hán, khi mà chúng ta mà chỉ có thiền định thì chúng ta chỉ mới có ngăn chặn được thôi, chúng ta mới đè nén được thôi. Còn đối với mà cái vị mà A-la-hán, khi mà chúng ta đoạn trừ được những cái lậu hoặc rồi đó, thì chúng ta mới bứng gốc được những cái truyền cái này đó. Rồi vậy kế tiếp là chúng ta có trạo hối cái, trạo hối cái út thất chát cúc bút chát ni quá đá ná, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự rai rứt, cái sự phóng tâm, cái sự sao động, cái sự lo lắng đó. Nếu mà mình tách ra đó, út thách chá đó có nghĩa là phóng dật, rồi cúc quýt chá có nghĩa là hối hận. Phóng dật có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ mình ngồi mà mình cứ suy nghĩ, mình hết nghe, mình nghe ở trong, vừa nghe ở trong room, rồi mình vừa nghe coi cái tiếng của ông nào đang nói hoài vậy, bà nào đang nói ở ngoài kia vậy đó, có nghĩa là mình bắt cảnh một cách liên tục, rồi mình nghe coi mình vừa nghe pháp ở trong cái lớp học này, mà mình nghe tiếng xe chạy ngang qua coi phải người nhà mình về không đó, có nghĩa là coi như là mình bắt đủ thứ âm thanh hết ai nói chuyện gì mình cũng để ý mình nghe hết. Thì trong cái trường hợp đó gọi là cút thách chá đó. Còn cút chá đó là có nghĩa là hối hận á, là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là tự nhiên cái mình ngồi mình suy nghĩ, phải chi biết hồi bữa mình sẵn mình đi đến đó mình làm phước luôn rồi, hôm nay mình về rồi mình đi lỡ đó nó xa nữa, hoặc là không biết sao hồi đó mình sao mà mình thích ăn những cái con vật mà nó còn tươi còn sống, rồi mình phạm vô cái điều học là sát sanh rồi này kia đó, mình cứ hối hận với cái điều mà mình có cơ hội mà mình làm mà mình không làm, hoặc là mình cứ hối hận với cái chuyện mà xưa kia mình đã làm vân vân. Thì trong cái trường hợp đó nó được gọi là cúc quýt chát, là có nghĩa là hối hận, hoặc là cái chuyện mà đáng hối hận thì mình không hối hận, mà cái chuyện mà không đáng hối hận thì mình lại hối hận, thì rơi vào hai cái trường hợp này đó, thì chúng ta gọi là cái trạo hối cái. Trạo hối cái này là quý vị thấy rằng
là có lúc mình nghĩ đến do mình tự nhiên cái mình suy nghĩ về cái bản thân mình đó, mình tự trách. Rồi có khi mình suy nghĩ cái chuyện ở bên ngoài rồi mình cũng tự trách mình. Đó thành ra đó nó cũng duyên, nó cũng duyên ở ở bên ngoài, bên trong luôn. Đó thì ở trong cái đời sống này đó, có người thì người ta cứ sống, người ta cứ suy nghĩ cái chuyện gì đó mà ở quá khứ, hoặc là cái chuyện gì đó mà họ day dứt, họ họ buồn đầu. Đó thì trong cái trường hợp đó nó cũng khởi lên là cái trạo hối cái này. Vậy thì á, cái trạo hối cái này á, cái trạo hối cái này á là do đâu quý vị? Cũng do là chúng ta không có khéo tác ý, chúng ta không có chịu tác ý đến những cái thiện pháp, chúng ta không có chịu tác ý đến những cái thiện pháp đó. Vậy thì làm thế nào á để mà chúng ta mà diệt được cái làm thế nào mà để mà chúng ta diệt được cái trạo hối cái này? Sao con người nói hết nghe ta? Nam mô Bụt Thà. Dạ kính thưa đại pháp tính, bây giờ thì ở diễn đàn hết nghe rồi, xin mời đại đức pháp tính cầm mic trở lại. Con thưa, kính thỉnh đại đức pháp tính cầm mic trở lại. Alo alo quý vị, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Sa thú, cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ đối với trạo hối cái này đó, thì vậy thì chúng ta thấy rằng là coi như là cái út thất trái này là có nghĩa là cái sự mà nó chụp hết cái điều này nó đến cái điều khác. Có nghĩa là thí dụ như nhiều khi mình ngồi mình nghe một cái chương trình gì đó, nhưng mà mình cứ lắng tai cái tiếng ở bên ngoài, tiếng ở bên trong, tiếng gì mình cũng nghe hết đó. Thành ra nó gọi là uthachá, nó gọi là có nghĩa là trạo, trạo hay là phóng á, trạo hay là phóng đó. Đó rồi hối á, có nghĩa là cái chuyện mà mình đáng tiếc á, thì mình lại không đáng tiếc, mà cái chuyện không đáng tiếc á, thì mình lại tiếc. Đó thì như vậy á, nó gọi là hối, gọi là hối. Vậy thì chúng ta muốn á, chúng ta muốn mà để mà diệt trừ cái điều này đó, chúng ta muốn diệt trừ cái điều này á, thì chúng ta phải nghe nhiều học rộng, nghe nhiều là như thế nào? Nghe nhiều không phải là nghe một lúc và nhiều nhiều âm thanh, không phải là một lúc mà nghe nhiều âm thanh. Thí dụ như bây giờ chúng ta đối với cái pháp, đối với thí dụ như bây giờ kinh Pháp Cú mình cũng học, nếu mà có ai giảng về kinh Trung Bộ mình cũng học, ai giảng về Quy Y Pháp mình cũng học, hoặc là ai giảng về luật thì chúng ta cũng học. Thì như vậy đó có nghĩa là học nhiều nghe nhiều, rồi sau khi mà chúng ta học nhiều, chúng ta nghe nhiều rồi, chúng ta phải hỏi lại, chúng ta phải hỏi pháp một cách thấu đáo. Đó, chúng ta phải hỏi kỹ lại, hoặc là chúng ta phải thân cận với những cái bậc trưởng lão,
Mình thân cận với bậc trưởng lão, thân cận với bạn lành, thì chúng ta mới diệt trừ được cái chảo hối cái này. Chứ nếu mà chúng ta mà không có, chúng ta không có chịu mà thân cận, mà chúng ta không có chịu mà học hỏi đó, thì coi như là càng ngày chúng ta sẽ càng khở lên những cái điều mà không đáng để cho mình hối mà mình lại hối. Cái điều mà mình đáng hối á, thì mình lại không đáng hối. Thí dụ như giờ mình đã từng nghe những cái câu pháp cú: khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai gặp Phật ra đời. Nhưng mà mình nghe rồi thôi, mình cũng không có, mình không có hỏi lại cho thấu đáo làm sao mà khó, làm gì mà khó. Giờ mình thấy người ta sanh lại quá trời luôn, sanh đẻ được tùm lum ở trong những cái bệnh viện, sanh đẻ quá chừng mà nói khó sanh lại làm người là như thế nào đó. Thì mình khó sanh lại, khó sanh lại làm người á, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sau khi ta chết đi á, sau khi mà mình chết đi á, mà mình sanh lại làm người nè, cái điều đó nó là khó. Cái điều đó là khó, chứ không phải là mình thấy rằng ở trong bệnh viện người ta sanh đẻ trong đó quá trời, mà mình nghe ở đây khó sanh lại, khó được sanh lại làm người. Rồi mình hiểu ngược, có nghĩa là sau khi chúng ta, sau khi mà chúng ta chết á, mà được sanh lại làm người, được sanh lại làm người là khó, thành ra gọi là khó thai được sanh làm người, khó thai được sống còn. Bây giờ mình thấy sống quá trời luôn, người ta sống quá trời, đâu có ai chết. Có nghĩa là khó thai được sống còn, có nghĩa là mình đã làm để có miếng ăn, hoặc là cái sự mặc, hoặc là cái sự ở luôn này kia đó. Nhưng mà ngoài cái đó, nó còn nhiều cái thiên tai, nhiều cái nguy hiểm nó đe dọa đến mình nữa. Từ thiên tai tới bệnh tật đến đủ thứ chuyện hết, thành ra mới nói là khó thai được sống còn đó. Thì chúng tôi muốn nói những cái điều này á, là mình muốn á, để mà mình diệt trừ được trạo hối cái đó. Chẳng những mà mình nghe nhiều, mình học nhiều, mà mình còn phải hỏi lại nữa, mình phải hỏi hoặc là phải suy tư, phải tìm hiểu, xem xét lại cho kỹ, để mà mình thấu suốt, để mà mình rõ. Thì như vậy đó, thì nó mới có cái cơ hội để mà chúng ta loại trừ được cái trạo hối cái này đó. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ mình học sơ sơ, mình tụng đọc sơ sơ mà mình diệt được trạo hối cái này, thì cái điều đó nó rất là khó, cái chuyện đó nó rất là khó xảy ra. Hoặc là mình còn phải thân cận với các bậc trưởng lão nữa, thân cận với bậc trưởng lão đó, thì chúng ta nhìn thấy các ngài lo tu tập, thành ra mình mới lo tu tập. Hoặc là mình thân cận với bạn lành, thì bạn lành người ta làm những cái điều tốt, thì mình mới học theo để mà mình làm những cái điều tốt như vậy đó. Rồi kế tiếp là cái truyền cái thứ năm là hoài nghi cái. Hoài nghi cái quý chí kích cha có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự mà ngờ vực nè, cái sự mà do dự nè, cái sự mà hoang mang nè đó. Thì những cái trạng thái đó là chúng ta gọi là hoài nghi cái. Có nghĩa là mình giống như là mình đứng trước một cái con đường có hai ngã, con đường có hai ngã đó, bây giờ không biết đi ngã nào hết, không biết cái con đường này có đúng không, con đường này nó đi đi ở theo cái đường nào về tới nhà đây, cái đường nào về tới chùa đây. Mình cứ hoài nghi hoài đó, mình cứ do dự rồi mình lưỡng lự, rồi mình không biết đi theo cái con đường nào. Thì trong cái trường hợp đó gọi là hoài nghi đó. Nhưng mà hoài nghi đó chỉ là hoài nghi thông thường thôi. Cái hoài nghi mà nó nguy hiểm nè, cái hoài nghi mà được đề cập đến mà nó nguy hiểm ở đây á, có nghĩa là hoài nghi về bậc đạo sư, rồi mình hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng, hoài nghi về điều học là như thế nào. Có nghĩa là bây giờ mình không biết là Đức Phật mấy vị nói vậy, mấy kinh sách chép vậy là không phải là thật việc thật, hay là do cái truyền thuyết kể lại đó. Mình hoài nghi, mình không biết ngài nói ngài chứng các pháp vậy đó là không biết có không. Cái chuyện này là cái chuyện kể lại cho cái người đời sau nghe thôi đó. Mình hoài nghi bậc đạo sư
Rồi mình hoài nghi giáo pháp là như thế nào? Mình không biết là giáo pháp này nói là có công năng hướng thượng, à, có công năng để mà tẩy trừ những cái phiền não mà không biết phải không? Không biết phải không? Sao mà mình nhiều khi mình làm lành mà mình cứ gặp những cái chuyện gì đâu không à? À, hoặc là mình tu mà mình cứ gặp những người người ta phá mình không à? Đó, mình càng ngày nó càng phiền não. Đó, mình khởi lên là cái tâm như vậy á, gọi là cái tâm hoài nghi. Đó, chúng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là không biết là các ngài không biết có phải thành tựu được như ở trong kinh mình từng nghe bốn đôi tám vị ruộng phước điền của chư thiên và nhân loại bậc đáng cúng dường này kia không, không biết là phải như vậy hay không, thành tựu được mà đoạn trừ lậu hoặc vân vân. Đó thì hoài nghi bậc đạo sư, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi tăng chúng, hoài nghi về điều học, hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi quá khứ và vị lai. Có nghĩa là mình không biết là do cái hành động này nó cho cái kết quả đó phải không, rồi không biết là do cái đời sống hiện tại này mình bị chi phối bởi cái nhân ở trong quá khứ hay không. Đó, thì chúng ta bị vướng vào những cái điều này. Thì kính thưa quý vị, đối với cái hoài nghi này đó, khi mà chúng ta bị vướng vào rồi thì coi như là chúng ta không có thể nào mà chúng ta tăng trưởng ở trong cái được tiến hóa ở trong cái giáo pháp này hết. Đó, từ bỏ cái sự nghi ngờ, thì thoát khỏi cái sự nghi ngờ đó thì cái vị đó mới gột rửa được những cái tâm nghi ngờ đối với thiện pháp. Hoặc là chúng ta từ bỏ được hoài nghi này đó thì chúng ta mới lớn mạnh được ở trong cái giáo pháp này. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn bị cái sự hoài nghi nó chi phối đó thì chúng ta khó mà lớn mạnh trong cái giáo pháp này. Thành ra đó, cái pháp mà nó làm cho chúng ta bị hoài nghi á, là như thế nào quý vị? Là có nghĩa là chúng ta cứ đi nghe ngóng, chúng ta cứ đi nghe ngóng những cái chủ thuyết này, những cái chủ thuyết kia. Đó, rồi chúng ta thường thường chúng ta cứ lợi ngay cái chỗ mà người ta bài xích lẫn nhau, người ta bài xích lẫn nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng nó có những cái diễn đàn, có những cái diễn đàn trong cái mùa tháng 7 này nè, cứ nói về cái chuyện mà cái tháng này là cái tháng cu hồn, người ta đang mở cửa địa ngục cho những chúng sanh ở trong địa ngục được thoát lên để mà về nhà ăn, hoặc là về nhà kêu gọi thân chủ ở nhà đồ này kia đó. Rồi mình nghe ở trong kinh điển, ở trong Phật giáo nguyên thủy thì nói chúng sanh ở địa ngục thì phải chịu khổ khi mà hết cái nghiệp, hết cái tuổi thọ, cái nghiệp mà đã tạo ở trong cái cảnh giới địa ngục đó, rồi từ đó mới tái sanh, tái sanh lên làm ngạo quỷ, hay rồi bàn sanh, hay là tái sanh lên làm người, vân vân. Mà ngày hôm nay thì có những cái diễn đàn là đang nói là trong cái mùa tháng 7 này là người ta đang mở cửa địa ngục cho những cái chúng sanh đó về gặp gia đình quyến thuộc này kia. Rồi giờ mình không biết tin ai hết, không biết tin ai, không biết trước giờ mình đi theo vậy đó, rồi mình thấy ở trong đây có mấy chục người người ta nghe, có mấy chục người người ta nghe, còn mấy cái diễn đàn đó cả ngàn người, mấy trăm người, cả ngàn người, rồi mình không biết bên nào đúng hết. Đó thì nếu mà chúng ta cứ đứng ở chính giữa vậy đó, đứng ở chính giữa nó thì nó sẽ dễ làm cho chúng ta khởi lên cái hoài nghi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đó, đối với mà mình muốn diệt trừ được cái hoài nghi này đó, là mình phải nhớ cái bài kinh Kalama. Đức Phật đã dạy cho những người Kalama đó, có những cái điều đó là mình nghe nhưng mà mình không có vội tin, mình nghe không có vội tin nhưng mà mình phải suy xét lại, dù đó là truyền thống, dù đó là truyền thống đó, mà chúng ta cũng phải suy xét lại. Hoặc là đối với chúng ta muốn diệt trừ được hoài nghi á, thì chúng ta phải tìm hiểu rõ về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải tìm hiểu rõ về ân đức Phật pháp tăng, chúng ta hiểu rõ về giới luật, chúng ta phải hiểu rõ về giới luật, chúng ta phải có cái sự xác tín, xác nhận cái niềm tin mình ở nơi Tam Bảo thì chúng ta mới diệt được cái hoài nghi này. Còn nếu mà chúng ta cứ đứng ở giữa hai bên, bên này bài xích bên kia bài xích lại bên này đó,
rồi nhiều cái giáo thuyết, nhiều cái chủ thuyết đó, như những người mà người ta nói là cái người tốt mình cũng học, mà cái người xấu mình cũng học, mình học cái tốt để mình hành theo, mà mình học được cái xấu đó, thì để mà mình loại bỏ. Thì nếu mà mình nói đó, thì như vậy đó, thì nó rất là dễ, nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình thân cận với cái người xấu á, dễ gì mình bỏ được cái xấu. Quý vị thấy bây giờ nè, mình mà thân cận với cái người mà uống bia đi, giờ người ta diễn tả về cái chuyện uống bia đó, mình bỏ được uống bia không? Đó, giờ nó diễn tả, nó trời ơi, cái lúc này ha, cái trời mát ha, mình cũng rảnh ha, trời thời tiết này nó mát rồi mình cũng rảnh, đâu cảm gì đâu, thôi còn mấy lon bia nè, trong tủ lạnh nè, chỉ còn chút đồ ăn nè, trời uống tí xíu đi, rồi đi ngủ, rồi sáng mai dậy làm việc đó, rồi nó tả uống vô nó mát, nó ngon lắm, uống vô uống bia mà ăn những cái này nó ngon lắm, mà cắn tí xíu tỏi nữa là đó, ăn miếng thịt cắn tí xíu tỏi nữa rồi nuốt, rồi uống miếng ngụm bia cho coi, trời nó ngon lắm. Thì nếu mà mình nghe người ta diễn tả như vậy á, thì làm sao mà mình bỏ được, quý vị? Nó thành ra nói á, là mình chơi với người xấu á, là để mình biết cái xấu rồi mình bỏ, chơi với cái người tốt á, rồi mình biết cái tốt để mình học, thì nói á, thì nó rất là dễ. Nhưng mà đến chừng mà mình biết cái xấu rồi á, bỏ được không, chắc bỏ được không, cái điều này là phải coi lại, cái điều này là phải coi lại, rất là khó để mà bỏ. Tại sao vậy? Tại vì những cái tập khí của chúng ta nó nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Chúng ta đã huân tập những cái điều mà mình thích thú ở trong quá khứ xa xưa nó nhiều nổi. Quý vị thấy rằng cũng như ngày nay không, quý vị thấy ngày nay không, ai cũng nghĩ là cà phê là dễ bỏ, nhưng mà cũng khó, không phải dễ đâu. Uống đi một hai lần là nghiền liền đó. Giờ quý vị thấy rằng sáng mà quý vị ở xứ nóng, và xin lỗi, sáng mà mình ở xứ lạnh đi đó, sáng mà có ai mà pha ly cà phê sữa nóng ha, cà phê sữa nóng cho mình mà ở xứ lạnh đi đó, cái mời mình uống một hai lần là có thói quen liền, uống một hai lần là ghiền liền đó. Còn giờ ở xứ nóng đi, thí dụ như ở Việt Nam, sáng ngủ dậy mà ai pha sẵn cho ly cà phê đá coi đó, uống một hai lần là ghiền liền, chúng tôi bảo đảm đó. Cái chuyện đó nó rất là dễ, nó rất là dễ ghiền. Cái này mình không có chấp gì được hết, là thật ra đó, những cái này là mình đã quân tập nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra đó bây giờ mình chỉ cần chạm lại một hai lần thôi, cũng như là gặp lại người xưa thôi, đụng vô một hai lần là mình ghiền. Cái này là chúng tôi không phải là bài xích, không phải là mình chê bai gì hết, mà chúng tôi muốn nói rằng là mình đã có quân tập nhiều rồi, mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra bây giờ mình đụng là cái là mình ghiền đó. Thành ra mình đừng có nói là mình đi chung với người xấu để học được cái xấu mà mình ngăn trừ, hoặc là mình từ bỏ, mình đi với người tốt để mình học cái tốt để mà mình hành theo thôi. Chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ đi theo học theo cái tốt thôi, không phải tốt nó là xấu rồi, không phải là tốt nó là xấu rồi, cái đó khỏi cần học, cái đó nhìn cũng biết rồi, quý vị. Chúng ta nhìn thì giờ chúng ta cũng biết cái đó là xấu rồi. Bây giờ trở lại với cái điều hoài nghi đó, hoài nghi cái quý vị cái cha đó, thì chúng ta muốn ngăn chặn, hoặc là chúng ta muốn loại trừ được cái hoài nghi này á, thì chúng ta phải học hiểu rõ ân đức Phật pháp tăng, hiểu rõ giới lực, rồi có cái xác tín, cái niềm tin mạnh ở nơi Tam Bảo đó, thì như vậy đó thì chúng ta mới diệt trừ được cái hoài nghi. Vậy thì đối với năm cái pháp chướng ngại: tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, cạo hối cái, hoài nghi cái, năm cái pháp này nó ngăn cản ngăn che không cho chúng ta chứng đắc được thiền định đạo quả gì hết. Có nghĩa là đối với thiền định nó cũng ngăn cản nữa, tham dục thì nó ngăn cho mình không có được cái sự định tâm. Bây giờ mình thích ngắm, thích nghe, thích ngửi, thích đủ thứ chuyện hết, làm sao mà có định tâm được. Thành ra đối với dục cái thì nó ngăn cản cái sự định tâm. Rồi sân độc cái đó thì nó ngăn cản cái gì? Nó ngăn cản cái sự hỷ.
Mà mình muốn mà có định thì trước tiên nó phải có hỷ, hỷ lạc thì mới có định được. Mà bây giờ là sân độc cái là nó đã ngăn chặn cái chi hỷ rồi. Rồi hôn thủy cái thì nó sanh lên thì coi như là mình ngủ luôn rồi. Thành ra đâu có hướng tâm đến đề mục gì được. Có nghĩa là chi tâm á, chi tâm á, đó. Rồi chảo hối cái thì nó sẽ ngăn chặn cái chi lạc, cái chi lạc. Đó, rồi hoài nghi thì nó ngăn chặn cái đó. Thành ra đó, một cái người khi mà chúng ta tu tập thiền thì đến khi mà chúng ta đến cái sự mà an chỉ định á, an chỉ định á là có nghĩa là cái định của sơ thiền á, thì coi như là có năm cái chi thiền nó sẽ bung ra. Có nghĩa là tầm cái chi tầm á thì nó sẽ đối trị, nó đè cái hôn thị cái. Rồi cái chi tứ á thì nó sẽ đè được cái hoài nghi cái. Đó, rồi chi hỷ á thì nó sẽ đè được cái sân độc cái. Rồi cái chi lạc á thì nó sẽ đè được cạo hối cái. Rồi cái chi thứ năm đó là chi định của thiền, là nó sẽ đè được tham dục, có nghĩa là dục dục cái đó. Thì do năm cái chi thiền này nó sẽ đè năm cái thiền cái này. Đó, khi nào mà chúng ta hết tu tập, chúng ta không có phát triển được thiền, không có định của sơ thiền, nhị thiền rồi này kia đó, thì coi như là những cái truyền cái này nó khi mà nó gặp cái cảnh nào nó thích hợp thì nó sẽ sanh lên cái truyền cái đó, nó sẽ mọc trở lại, đó, nó sẽ sanh ra trở lại. Vậy thì đối với cái người á mà khi mà tu tập về thiền quán á thì người ta tu tập về thiền quán á thì coi như là người ta mới có cái sự, từ từ người ta bứng được cái gốc của cái truyền cái này. Có nghĩa là mình chứng đắc được thiền quán đạo nhân quả đó, hoặc là đối với chúng ta phát triển được những cái giác chi bốc chân gá đó, những cái đó đó, chi phần đó thì chúng ta mới có cái khả năng để mà chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tháo gỡ những cái truyền cái này ra. Có nghĩa là chúng ta đoạn trừ panh chát thâm má ma hà tát ma, có nghĩa là chúng ta mới đoạn trừ. Cũng như quý vị thấy rằng ở khi mà cái những cái bốt chân gá đó, những cái giác chi á, nó mà phát triển được, ví dụ như là định giác chi á, thì nó sẽ đối trị lại tham dục, có nghĩa là đối trị với dục cái. Hoặc là chúng ta phát triển được hỷ giác chi á, thì chúng ta sẽ đối trị lại với cái sân độc cái. Tấn giác chi có nghĩa là cái sự tinh tấn, thì chúng ta sẽ đối trị lại được với cái hôn thị cái. Là đó là cái người mà tu tập mà phát triển được thiền quán. Hoặc là tịnh giác chi thì chúng ta sẽ đối trị lại với được cái trạo hối cái. Hoặc là đối với những cái niệm giác chi thì chúng ta sẽ đối trị lại với cái hoài nghi cái. Đó, thì những người mà người ta tu tập về thiền quán đó thì cũng nhờ những cái chi phần này mà nó đối trị với những cái truyền cái, thì từ đó nó tâm của người ta mới yên tịnh, tuệ quán mới phát sanh để mà đoạn trừ được những cái truyền cái này. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với năm cái pháp dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trào hối cái và hoài nghi cái, đây là năm cái pháp mà nó mà ở trong một số bài kinh khác thì Đức Phật gọi là một đống bất thiền, hoặc là ngày hôm nay thì chúng ta học là năm cái truyền cái, nó sẽ ngăn che cái sự tiến tu, cái sự mà phát triển được thiền định và đạo quả. Khi nào mà chúng ta ngăn chặn hoặc là chúng ta đoạn trừ được thì thiền định và đạo quả mới xuất hiện đối với cái vị hành giả mà tu tập đúng với cái phương pháp. Vậy thì bài học ngày hôm nay thì chúng con xin được trình bày đến đây cũng vừa với thời gian, do đó xin được dứt lời. Con xin dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị tiên nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong bảy cõi loài quan hỷ thọ lãnh tâm điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt A Di Đà.
sao thú thế trừng để được Phật tính. Bạch thưa tổ thưa xưa, xin được thỉnh thưa tổ thưa xưa cho câu hỏi câu thảo luận đầu tiên. Thấy thưa tổ đưa thưa tổ thưa xưa đưa tay nhưng mà không biết là thưa tổ có nghe được không. Xưa nếu chúng ta nhìn vào năm pháp cái này đó, thì đối với nhiều người đó, những pháp này nó không đánh đổi gọi là tội lỗi, thí dụ như hôn thủy chẳng hạn, hay là trạo hối, thậm chí hoài nghi người ta không nghĩ đó là tội lỗi. Nhưng mà sau trên phương diện tu thiền thì những pháp cái này có vẻ như lớn chuyện, một điều mà cũng có thể làm cho nhiều người, tại vì trong cái quan niệm về tôn giáo, về luân lý đạo đức, đôi khi người ta nghĩ rằng cái thiện cái ác chỉ là để tội lỗi hay là không tội lỗi thôi. Nhưng mà những pháp này đâu phải là tội lỗi đâu, mà nó lại là một trở ngại. Xin thì tôi khoan hỷ giải đọc rõ về điểm này tôi sư. Sẽ đủ nhà âm thanh cũng được rõ. Đã xin chỉ có hai người nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, có những cái nó lớn chuyện ở kiểu khác, còn có những việc lớn chuyện là ở kiểu khác. Khi mà một người làm việc bị đạp gai, hay là trong lúc mà cầm dao để gọt cái cây mà cắt nhầm cái tay, máu chảy ra, đó là người ta cảm thấy là hốt hoảng, thấy là một chuyện lớn. Nhưng mà có những cái quý vị biết rằng cái chuyện mà một cái sợi lông mi nó lọt vào trong con mắt, nó gây sốn sao con mắt, hay là chúng ta bị bụi làm cho sốn mắt, quý vị cho rằng cái hạt bụi hay là cái sợi lông mi thì cái chuyện nhỏ, quý vị có thể cho rằng chuyện nhỏ bỏ qua được không? Không thì được, tức là nó cũng làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm, cần phải giải quyết nó đi. Nó tùy theo chuyện, cũng như thế nào thì ở đây vậy. Lỗi cái điều ác về cái phương diện đạo đức hay là nghiệp quả thì những cái hành vi, những cái lời nói ác, những cái hành vi ác thì cái đó là lớn chuyện, nó sẽ đưa đến cái hậu quả cay đắng và nó phá vỡ cái đạo đức của một con người. Còn như là cái chuyện quý vị nghĩ rằng cơ thể mệt mỏi thì ngồi đâu nó giả dự nó mất, người ta cho rằng không
Cái này là nó rất là tự nhiên, cái là hồ sinh học mà. Hay là con người lo bận tâm việc này việc kia rồi tâm bị phóng dật, người ta cũng thấy đó là cái chuyện rất bình thường. Không phải vì vụ đó mà cái đạo đức nó mất, hay là cái hậu quả nó quả nghiệp nó lớn lao gì. Tuy nhiên nếu mà nói trên phương diện phát triển tuệ đó, cái này nó dạy lắm thưa quý vị, phát triển định và tuệ dạy lắm. Hễ có một chút một thì nó cũng làm cản trở, nó làm cản trở. Cái gì nó tinh vi á thì một chút đó nó cũng cản trở. Ví dụ như bây giờ, hồi xưa đó thì quý vị biết rằng là hồi những cái thập niên cách đây ở khoảng chừng 50 năm, lúc đó cái máy radio hay là cái tivi nó chỉ là cái máy điện cơ ở trong đó một nồi dưới điện. Nó trái cái này, nó không ra hình thì đem đến cái thợ thì họ hàn cái sợi dây điện khác vô, hàn cái mạch điện là xài được rồi. Cho nên cái chuyện mà nó cháy cháy mạch điện cháy dây á, thì cái đó mới lớn chuyện. Nhưng mà càng lúc đó, thì tivi hay là radio hoặc là máy computer hoặc là cái laptop của chúng ta, cái điện thoại cảm ứng của chúng ta bây giờ nó tinh vi quá, nó tinh vi đến mức độ mà không cần phải trái hay rớt bể, chỉ cần có một chút virus thôi để nó làm trở ngại rồi, nên trên trục trặc. Cũng như khi mà chúng ta tu tập về đạo đức thì những cái chuyện mà như là bị hôn trầm hoặc là buồn ngủ giả dưỡi hoặc là bị phóng dật thì cái chuyện đó nó không phải là ảnh hưởng đến cái nếp sống đạo đức đi đứng đầm ngồi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập tinh vi hơn, tức là một vị hành giả miệt mài chủ tâm là để tập trung tư tưởng đạt đến cận định của Upacara Samadhi hay là an chỉ định Apana Samadhi, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, định sắc giới, định vô sắc giới, hay là tu tập về tuệ quán minh sát để đạt đến đắc chứng đạo quả, thì mấy cái chuyện đó trong cái lĩnh vực này nó tinh vi lắm, vi tế lắm. Chính vì chỗ nó quá vi tế, tinh vi như vậy, cho nên nó đòi hỏi ở chỗ là phải được chuẩn bị bằng một thứ tâm hoàn toàn trong sáng. Tức là khi nào mà đã loại bỏ được, chế ngự được năm triền cái hay là sáu triền cái thì lúc bây giờ tâm mới gọi là chuẩn bị để mà có thể phát sanh ra được chi thiền. Còn hễ mà năm cái triền cái này tham dục sân hận hung thủy trạo hối bội nghi mà chưa có khống chế được, chưa có loại trừ được thì như vậy không thể nào mà tâm đạt đến trạng thái khởi sanh lên
sơ tướng hay là tợ tướng. Để mà đạt đến cái trạng thái cái tâm an chỉ định được. Bởi vậy cho nên trả lời cái câu hỏi số 1 là những cái pháp này có thể theo cách nghĩ thông thường thì không đến mức là tội lỗi, nhưng mà tại sao xem là ngăn ngại? Ngăn ngại thì định. Thì thưa quý vị, những cái pháp nào mà đạt đến cái mức mà gọi là tội lỗi thì cái đó nó là lớn chuyện đối với cái nếp sống đạo đức thông thường ở ngoài. Nhưng mà năm cái chuyện cái này mặc dù nó không phải là tội lỗi như là sát sanh trộm cắp vân vân, nhưng mà năm cái triền cái này nó lại là ngăn ngại thì bởi thì định quá tinh vi, quá tinh vi. Muốn đạt được cái trạng thái thiền định tinh vi như vậy, thuần thục định tĩnh như vậy, nhu nhí như vậy, thuần tĩnh như vậy, đạt đến trạng thái thiền thuần tĩnh như vậy thì đòi hỏi là tâm hoàn toàn trong sáng. Cái miếng kính mà chúng ta lòng chúng ta soi gương đó, cái tấm gương để mà chúng ta soi cái mặt của mình đó, chúng ta thường để trên bàn, trên đầu tủ hoặc là gắn ở trong cái nhà tắm. Đơn giản thưa quý vị, lâu ngày nó cũng ố, nó cũng bị văng nước hay là bị lắm rồi bụi. Chỉ cần là lấy đồ dẻ lao lao cho nó sạch sạch vô phong, chúng ta soi mặt cũng được chứ phải không? Soi mặt được. Nhưng mà quý vị nào mà có mà xài cái máy chụp ảnh á, quý vị sẽ thấy cái mặt kính của cái ống kính của cái máy chụp ảnh nó rất quan trọng. Chúng tôi có nói chuyện với mấy anh chàng nhiếp ảnh viên, anh khổ sở để nghĩa là chụp xong mà về mà không có đậy nắp lại mà để dính bụi đó, hoặc là chỉ để nó có một cái vết nhỏ thôi, cái vết vết xước hay là một cái vết bụi nó đóng mà mình chùi hơi nặng tay, nó làm cho ố cái mắt kính thôi đó, là quý vị biết là phải thay cái mắt kính đó, mất tiền lắm, hoặc là phải bỏ cái máy đó đi xài cái máy khác. Tại sao giữ vậy? Nếu mà chỉ có một cái đất bụi hay chỉ có một chút trầy tụa thôi, chỉ có một chút thôi, gần như là nhìn không thấy gì đó, nhưng mà sao nó lớn chuyện đối với cái máy chụp ảnh như vậy? Thì thưa quý vị, tại vì máy chụp ảnh nghệ thuật ấy, cái ống kính đó là để nó thu hình, mà nếu như nó bị trầy xước một chút là cái hình ảnh nó không có đẹp. Chứ còn cái chuyện mà soi gương á, thì cái mặt của chúng ta hãy cái mặt kính ở chỗ này, ở góc này nó bị trầy, mình dời cái mặt qua cái góc khác ở giữa và ở ngoài biên, chúng ta nhìn thấy cũng được chứ không sao cả. Cho nên nó tùy theo. Nếu mà nói trên cái phương diện gọi là đạo đức á, thì cái chuyện mà thiện hay là ác, cái chuyện đó cần phải chú ý, nên làm thiện bỏ cái điều ác. Một cái giấc ngủ mê hay là bị giả dụi hôn trầm thì nó không đến nổi, nó là cái pháp làm cho bị suy đồi đạo đức. Nhưng đối với cái sự
rèn luyện tâm để đạt đến đỉnh cao của thiền định đó, thì nó tinh vi quá. Do đó cho nên một chút tư tưởng bị bẩn đục nó cũng sẽ là chướng ngại cho cái việc tiến tu thiền định. Bằng những cái thí dụ chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa của cái câu thở lượng số 1. Xin kính thỉnh thượng tọa cho tạm trở lại. Và nghe nói hình như là hôm nay phó thượng tọa Thiện Quyền vào, quý vị có thấy không ạ? Sao thú cái rừng thưa tôi siêu, mà thưa tôi siêu chúng ta thấy đặc biệt ở trong kinh, nhất là trong Thanh Tịnh Đạo đã có đề cập đến là năm cái triền cái đó là cái pháp đối nghịch với năm chi thiền, trầm tứ hy lạc và thiền là đối triền thiền triền cái. Một câu hỏi được đặt ra rằng như vậy đó, chúng ta thấy rõ ràng là năm triền cái này đó nó có cái liên hệ nhiều đến thiền chỉ, nhưng mà đối với thiền quán thì sao? Thiền quán có phát triển năm chi thiền tầm tứ hy lạc định không, và thiền quán có bị ngăn ngại bởi năm cái pháp cái này không, và đối với thiền quán thì năm pháp cái này được đối trị như thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Thưa vô bức thai nha, kính bạch chư tôn đức quý vị, cái gì trở ngại cho thiền chỉ thì cái đó nó cũng trở ngại cho thiền quán. Nhưng mà có những cái trở ngại cho thiền quán nhưng mà không có trở ngại cho thiền chỉ. Như thế nào? Khi nãy chúng tôi có nói với quý vị về ngũ thiền phái về lục căn, đối với thiền chỉ thì nó chỉ có năm chướng ngại, tức là năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn thủy trảo hối và hoài nghi. Nhưng mà trở ngại cho thiền quán thì cũng có đến sắc rồi, cho nên mới gọi là lục cái. Chỉ có trong vi diệu pháp mới đề cập đến cái chỗ này, tức là tham dục, sân hận, hôn thủy trảo hối, hoài nghi và vô minh. Và vô minh nữa, thêm cái vô minh cái. Cho nên chúng ta cần phải hiểu ở trong cái thiền chỉ nó có năm cái trở ngại, năm cái chướng ngại, pháp chướng ngại tinh thần, và trong cái thiền pháp sáu chướng ngại tinh thần. Nhưng mà nói về cái sự đối trị đó thì nó có cái như thế này: ở dầu trong thì chỉ hay thiền quán thì năm chi truyền cái, năm chi điện truyền cái đầu quá, thì cách đối trị trong thì chỉ hay thiền quán giống nhau như vậy. Bởi vì ngay cả như là trong thiền quán mà chứng đắc được đạo quả thì lúc mà đạo quả thì cũng đạo quả sơ thiền, đạo quả nhị thiền, đạo quả tâm thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền. Do đó cho nên chi thiền thì cũng giống như là chi thiền ở có thì hiện thế thôi. Thì cái đối trị đó là chi tầm là đối trị với hôn thủy cái, chi tứ đối trị hoài nghi cái, chi hỷ đối trị sân độc cái, chi lạc đối trị với trảo hối cái, và chi định là đối trị với tham dục cái, đối trị với. Nhưng mà đối với vô minh cái đó, thì phải đối trị bằng tuệ quán minh sắc,
rồi quý Vipassana nghe đó, tuệ quán minh sát. Ở trong cái tuệ quán minh sát thì cái đầu tiên hai cái tuệ mà để giúp cho hành giả dần dần dẹp được vô minh đó, tức là nói đến hai cái tuệ cái tuệ mà đầu tiên là cái tuệ mà nói về phân biệt danh sắc, cái tuệ phân biệt danh sắc á, nam arupa pariccheda jnana, rồi nghĩ duyên đạt hay là danh sắc hiểm hiểm duyên tuệ, là trí biết rõ duyên khởi danh sắc bất chính giá và rất cả hát nhanh á, như chúng tôi nói tiếp đến là tuệ phổ cập, phổ cập trước gọi là sammasana nhanh á, trí biết rõ danh sắc vô thường khổ đau vô ngã, rồi bắt đầu đi qua đến sanh diệt tuệ của đời giác giá nhà ná, của đời giác giá nhà ná tức là trí thấy sự sanh diệt của danh sắc, diệt một tuệ phần cái nhà ná là trí bén nhạy chỉ nhận thấy tính quả diệt của danh sắc mà thôi. Trí này thì nó thuần thục hơn là sanh diệt tuệ, giống như khi mà chúng ta xe chạy chậm chậm thì chúng ta thấy cái cây này đã chạy gần mình rồi bỏ lại phía sau mình, thấy nó chạy tới rồi bỏ xa, chạy tới rồi bỏ xa, chạy tới rồi lùi xa, chạy tới đường xa, nhìn cây bên vệ đường đó. Nhưng mà khi mà xe chạy nhanh quá thì lúc giờ không thấy chạy tới nữa, mà thấy nó vừa qua, nghĩa là cái tuệ minh sát đến cái chỗ mà thuần thục quá thì nó là gì, đúng không? Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái vô minh cái ở trong thiền quán á, thì chính cái tuệ minh sát này nó mới đấu trị được vô minh, đấu trị được vô minh cái. Cho nên ở đây đó có hai vấn đề mà chúng ta phải hiểu trong cái câu hỏi này. Thứ nhất là cái gì làm chướng ngại cho thiền chỉ và cái gì làm chướng ngại cho thiền quán. Năm triền cái đầu tiên là chướng ngại cho thiền chỉ và sáu triền cái kể cả vô minh cái là chướng ngại cho thiền quán. Và cái sự đấu trị triền cái như thế nào thì chúng ta nói rằng cũng vẫn là lấy năm chi thiền để đấu trị với năm triền cái trên. Còn riêng về vô minh cái là phải dùng tuệ minh sát đấu trị. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Nam Mô A Di Đà.
Nhưng mà thưa tôi tuyệt siêu, thì tôi có thể trả lời một câu nữa rồi thỉnh thưa đi nghỉ. Ở một giáo bắc truyền có cái khái niệm về chân tâm và vọng thức, nói rằng cái chân tâm là cái tâm trong sáng, vọng thức tức là cái gì mà tạp nhiễm, và chính sự tạp nhiễm đó thì đã làm cho cái tâm không trong sáng nữa. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy giống như là ở bên Nam truyền thì nói đến tâm và các pháp truyền cái, dục tham như là nước pha màu, hay là sân hận như nước sôi, hôn thùy giống như nước có rong, trạo hối như nước dậy sóng, hoài nghi như nước bùng chẳng hạn. Thì năm cái pháp cái này có một cái trường hợp nào đó nó tương đương với cái mà chúng ta gọi là vọng thức không? Và cái tâm trong sáng đó, cái tâm trong sáng đó thì chúng ta nên hiểu là cái gì? Dạ, chúng ta nên hiểu cái gì? Khi mà chúng ta đề cập đến sự ngăn ngại của năm truyền cái, cái tình thì tổ quan hệ trở lại. Cái bệnh chư tăng thưa thường với thượng thỉnh, ở trong Phật giáo Pháp truyền khi mà nói về chân tâm và vọng thức đó, giống như là nói về cái sự ta nghe ta hiểu, nhưng mà cái đó nó bao quát quá đi. Và cái vọng phức thì vọng thức nó chưa đủ để chỉ rõ cho cái gì, nó chỉ là một cái tâm suy nghĩ mông lung. Cái vọng thức là tâm suy nghĩ mông lung, hay là một cái tâm bị ô nhiễm. Như vậy thì gọi là vọng thức. Còn cái chân tâm thì nếu mà giải theo cái từ ngữ của tôi, nếu mà chúng tôi là một người có học nhiều pháp đó, thì khi mà nói đến cái chân tâm thì tôi sẽ định nghĩa chân tâm tức là tâm mà nói theo cái pháp chân đế, tâm mà nói theo pháp chân đế và theo phu tăng gọi là paramattha như thật. Cho nên ở đây chúng tôi sẽ đề nghị, nhưng mà có lẽ là khi mà đề cập đến trong chân tâm và vọng thức thì bên Phật giáo Pháp truyền họ sẽ giải thích một cách khác hơn với nhiều cái lý luận hơn. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói ở trong tâm tạng mới ly dạy chỉ năm pháp cái khiến cho tâm không được trong sáng. Thì phiền não thì có nhiều thứ, vì tất cả những phiền não nào đọc có quế cho tâm cả, phiền não nào cũng là có quế cho tâm hết. Ở trong nếu mà nói rộng là 14 tâm sở bất thiện, nó cũng đều là có quế cho tâm hết. Nhưng trong 14 tâm bất thiện đó thì gom lại có 10 phiền não, gom lại có 10 phiền não. Bởi vì không trầm thủy miên, chúng ta chỉ lấy có một là cái sự không trầm thủy não mà thôi là phiền não. Bởi vì hãy có không trầm thì có thủy miên. Rồi sân tật lẫn hối, tức là dầu cho cái trạng thái ganh tị, hay là cái trạng thái bỏng xẻng, hay là trạng thái hối tiếc, ăn năn, dai dứt, tất cả đều quy về cái trạng thái sân, trạng thái nóng nảy, bực bội, nóng nảy khó chịu. Đó cho nên khi mà kể về 10 phiền não thì tật lẫn hối được kể chung với sân, và thủy miên được kể chung với hôn trầm. Do đó cho nên chúng ta còn 4 si phần là si vô tạo quý phú vật, tham là kiến ngã mạn, sân, hôn trầm và hoài nghi, là 10 thứ phiền não. Đó là cũng là ô nhiễm cho tâm. Nhưng khi nói đến ô nhiễm cho tâm là bao hàm tất cả những cái phiền não, những ô nhiễm đó, nó có thể làm cho
khởi lên cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, có thể làm cho suy sụp đạo đức. Nhưng mà trong lúc đó thì lại nói đến cái pháp nào mà chỉ là ngăn ngại cho tâm không được trong sáng thôi, thì đó là lấy năm thiền tài rút ngắn lại. Nó năm thiền tài nhưng mà thực ra nó tới bảy tuần thưa quý vị. Tại sao bảy? Tham dục cái là sở hữu tham, sân động cái là sở hữu sân, nó sở sân. Hôn thủy cái là hai cái tâm sở hôn phần, là hôn trầm thủy niên. Trạo hối cái là hai cái tâm sở của thầy chát và của cô chát, tức là trạo cử và hối. Trạo cử và hối. Hoài nghi cái là sở hoài nghi. Do đó cho nên nói năm triền cái, nhưng mà thực ra chi pháp thì có thứ bảy chi, bảy chi triền cái, cái bảy chi pháp triền cái. Và năm cái pháp này nó ngăn trở, khiến cho tâm không được trong sáng. Thì cái tâm trong sáng đó là để chỉ cho cái tâm gì? Thì ở đây chúng gì? Cái tâm trong sáng là một cái trạng thái tâm định, samadhi và tuệ, gọi là bay nha. Ở trong tâm thiền thì ở đâu có định thì ở đó có tuệ, mà ở trong tâm siêu thế có tuệ thì cũng có nghĩa là có định. Do đó cho nên cái rốt lại đó, thì cái tâm trong sáng được đề cập đến trong, được đề cập đến ở đây năm pháp truyền cái mà khiến cho tâm không được trong sáng đó, thì chỉ cho cái tâm định và tuệ, hai cái trạng thái này nó cũng chỉ là một tâm thôi. Nhưng mà hai cái trạng thái định và tuệ đó thì năm pháp triển khai này được Đức Phật là ví dụ, nó trở ngại cho cái thiền, nó trở ngại cho cái tâm thiền định bằng cách như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái dục tham cũng giống như nước pha màu, được gọi là cái thí dụ thì phải lấy luôn cái tính chất của cái thí dụ, cái đặc tính của thí dụ mà nói. Nước pha màu thì nhìn thấy nó đẹp, nó có màu sắc. Ví dụ người ta pha màu sơn, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu lục, màu lam, màu tràm, màu tím. Xanh, vàng, đỏ, trắng, lục, lam, tràm, tím mà họ pha. Cũng như đối với cảnh sắc, cảnh thinh, những thiết cảnh vị cảm xúc, nó đa dạng, nó nhiều màu sắc, làm cho tâm chúng sinh bị chi phối, bị tham đắm. Thì dục tham giống như nước pha vào, nó ngăn che, làm cho cái tâm nó không được sáng. Nhưng cái tâm ở đây, cái tâm định đó, tâm thiền định, cái tuệ cũng giống như nước, nó làm cho nước nên nó không được trong, không được sáng. Sân hận, đặc tính của nó là nóng nảy,
Do đó cho nên sân hận giống như được ví dụ giống như là nước sôi cùng một sôi nổi bọt nổi tim lên. Thì khi mà một cái nồi nước đang trong vậy, chúng ta có thể nhìn thấu suốt cái đáy, nhưng mà khi nước nóng lên nó sôi lên nồi bọt, chúng ta giờ mở nắp nồi ra chúng ta nhìn sẽ không thấy đáy, không thấy đá để nồi được, vì vậy nó sâu lên. Hôn thủy giống như nước đất rông, cái tính chất của rông đó là nó làm cho nước nó gần như là nó bị nó sạch lại, bị động lại. Nếu mà cái ao mà bị nước hay là cái dụng nước mà bị nước rông rông rồi thì bị nước nằm yên dọn cho cái gió thổi nó cũng không có nhúc nhích, nó không có rung động. Thì cái sự hôn thủy, cái cảm thấy hôn thủy là nó cảm thấy mũi lượng của tâm, cảm thấy thụ động của tâm. Thì khi mà nước đóng rông á thưa quý vị, thì nó không bao giờ nó trong, nó cũng trở thành đục. Cho nên nước không trong sáng, tâm không có trong sáng. Trạo hối như nước gì sống. Đặc tính của những cái làn sóng, những cái vảy sóng ở trên mặt hồ hay mặt ao hoặc mặt sông, thì sóng đó là cái sự dao động của nước. Khi mà mặt nước nó bị dao động do gió hoặc là do đất nó chuyển rung chuyển thì làm cho nó dễ sóng lên. Và khi nó dễ sóng lên như vậy thì không thể nhìn được, không thấu suốt tới đáy được. Cho nên trạo hối cũng bị như nước dậy sóng, nó ngăn trạo hối, nó ngăn cái tâm trong sáng. Hoài nghi giống như nước bùn. Hoài nghi quý chí cái cha, chỉ quý có nghĩa là không, chí cái cha là thuốc, thuốc trí tuệ đó, nghĩa là cái trạng thái này là nó tối tâm, không có thuốc trị bệnh, không có thuốc trị được, hết thuốc trị. Cho nên cái sự hoài nghi á, quý chí cái cha được ví dụ giống như nước bùn. Nước bùn là nước nó bị đục ngầu do các cái phù sa nó nổi lên, nó trộn lẫn. Thì đối với nước bùn thì nước đục ngầu, chúng ta gọi nước đục ngầu giống như là cái trạng thái hoài nghi vậy đó, nghĩa là chúng ta không có thấy được đáy hồ. Như hoài nghi nó làm ngăn che, nó làm cho cái tâm không được trong sáng. Thì đó là cái cách hoài nghi, cái cách mà tâm triền cái này nó trở ngại, nó ngăn ngại cho cái tâm trong sáng. Và cái tâm trong sáng đó chính là cái tâm định và tuệ, thiền định và tuệ. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái này nữa. Và bây giờ thì xin thỉnh Chư Tăng Quan Hỷ giúp cho phần tối với sự điều hợp của môn thầy. Sao thú kính trước Thượng Tọa Tự Sư, lẽ ra thì để Thượng Tọa Tự Sư đi nghỉ, nhưng mà Thượng Tọa Quan Hỷ nói thêm một câu nữa rồi Thượng Tọa nghỉ. Mà Thượng Tọa Tự Sư ở trong tăng chi bộ, ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói cái tâm này thì nó chói sáng. Hồi trước chúng ta ở với Ngài Tịnh Sự thì Ngài cũng nói là tâm đó mình có thể tính ra là 121, hoặc là có thể tính ngắn hơn 81, hoặc giả là chúng ta tính là chỉ có một thôi. Dạ, tâm chỉ có một. Dạ, trong khi đó thì thuộc tánh thì có 52. Thì khi mà nói tâm có một đó, nghĩa là tâm đó là biết cảnh. Dạ, cái biết cảnh đó nó có hiểu như thế nào mà chúng ta gọi là hiểu chói sáng.
Và cái biết cảnh đó khi nó đi với các cái thuộc tánh bất thiện hay thuộc tánh thiện thì nó thay đổi đi. Thì thượng tọa có thể giải thích thêm theo Thì Đàm, khi nó tâm một đó, tâm nó mang trạng thái như thế nào, chúng ta nên hiểu như thế nào. Xin kính thưa thượng tọa Quang Hiển trở lại. Nam mô Phật thầy, kính bạch chư vị. Tâm nói thứ một là tâm nói theo cái Phật thực tính sắc pha quá, tức là nói theo lắc ná, tức là cái trạng thái hay là cái đặc tướng của tâm, nó chỉ là aramana, chanana, lắc ná, tức là cái trạng thái biết cảnh mà thôi. Chỉ là biết cảnh đơn thuần, chỉ là biết cảnh. Và khi mà ở trong Tăng Chi Bộ Kinh mà Đức Phật Ngài nói đó, là tâm vốn là trong sáng, là tại vì thế này, nếu mà nói theo đặc tính thì tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh, thì ở đây chỉ có tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó chỉ có bảy cái tâm sở biến hành phối hợp. Thì cái đó đó, tâm này nó thuộc về những tâm đơn thuần biết cảnh, những tâm đơn thuần biết cảnh, nó chưa có bị pha màu, nó chưa có bị vấn đục nhãn thấy vị thức, vị thức, vị thức, thân thức. Nhưng mà rồi đi qua thế giới thì nó cũng còn, cũng chưa có bị bấn đục. Thế giới là hai tầng thức thô, tầm thiện ngôn bộ cũng chưa được. Mà ý thức giới thuộc về tâm vô nhân cũng chưa được. Vừa mà bắt đầu ý thức giới thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì thế. Thì trong cái ý thức giới của bốn cái địa phương này, thì ý thức giới nằm ở trong cái tâm dục, dục giới, cái tâm bất thiện đó. Cái tâm bất thiện đó bắt đầu nó bị bấn đục. Bấn đục là do sao? Bởi vì khi mà mắt thấy cảnh sắc, khai ngũ môn, hít nhậu, mở cửa, rồi nhãn thức biết cảnh sắc, tiếp thu ghi nhận, và tâm quan sát xem tiền nó, thì nó giám sát. Và cái tâm khai ý môn là phân đoán, nó nhận định, nó phân loại. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì cũng chưa phải là đục. Nhưng ở đây là cái tầm cho bánh đá, tầm động lực. Cái tầm động lực này thì nếu là một cái trạng thái tâm ý thức giới mà có sự phối hợp của cái tâm sở tịnh hảo thì bây giờ nó thành phẩm là tâm tốt, là tâm thiện hay là tâm tốt. Nhưng mà nếu mặc dù lúc đầu sắc thân khí vị xúc thì nó biết cảnh đơn thuần thôi, nhưng đến khi nó trải qua tới cái giai đoạn động lực thì có thể là tâm bất thiện, tâm tham và tâm sân và tâm si, thì lúc bây giờ nó bị bấn đục do chi phối ở bên ngoài. Như vậy thì cái tâm chi phối, cái tâm bị bấn đục ở đây đó, cái tâm biết cảnh vốn chỉ là trong sáng, nhưng mà vì do ngoại cảnh chi phối rồi lại ở bên trong là có phiền não. Chúng ta nói rằng là cái gì mà ở trong thành mà
mất an đó là do giặc ngoài giặc trong. Ở ngoài thì nội ứng ngoại hiệp. Nội ứng ở đây chỉ cho nội loạn ở bên trong, ngoại hiệp tức là giặc ngoài nó tấn công rồi. Khi các cảnh mà nó tấn công vào mắt tay mũi lưỡi thân ý, mà ở bên trong lại có thì sân si mạng nghi tịch kiếp nó làm cho cái tâm bị bấn đục, bị rối lên, trong trường hợp nó không còn trong sáng. Chúng ta theo cái ý nghĩa đó, cái thí dụ đó để chúng ta hiểu. Thật sự không có một thứ tâm nào đơn thuần. Chúng ta nhớ không có một thứ tâm nào đơn thuần. Bởi vì tâm nó có 89 hoặc là 121 tâm. Tâm nào đơn thuần. Cho nên ngày xưa kia đó, lúc ban đầu Ngài Hòa Thượng định sự, Ngài dùng cái từ là tâm vương và tâm sở. Và ở trong cái quyển Thanh Tịnh, ở trong cái quyển Thắng Phật Thập Yếu Luận của Ngài Minh Châu cũng xài cái từ tâm vương. Nhưng mà ở đây sau này Ngài Hòa Thượng này không có, Ngài Hòa Thượng sự sự này không có xài cái tâm vương nữa. Bởi vì nói như vậy người ta sẽ hiểu được tâm là giống như là vị vua, và các cái tâm sở giống như là quần thần, phải nghĩa là có sự đồng đẳng với nhau giữa trước trên quần. Ở đây chỉ có điều là cái tâm vốn trong sáng là bởi vì nói theo cái đặc tính của nó là chỉ đơn thuần là biết cảnh thôi. Thế đến chúng ta nói những cái tâm mà nó chỉ đơn thuần, không có bị nhiễm đó, không có bị nhiễm cảnh đó, thì phải nói là cái tâm vốn sinh thức nó chưa có bị pha lẫn cái gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái tâm mà bị pha lẫn đó, mà đi đến cái chỗ mà nó không có được trong sáng thì nó là tâm. Thì ở đây chúng ta nói theo vị pháp, chúng ta nói gì? Lúc đó khi mà học về Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Một Chi, ở chỗ này chúng tôi chỉ có dịp đọc sơ qua về đoạn chú giải của cái bài kinh này thôi. Bây giờ không có dịp để mà trình bày cho nó rõ ràng, nói thêm nữa mai mốt có dịp chúng tôi đọc, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa kính điện thưa tòa tổ sư, đệ tử thưa tòa tổ sư, thưa tòa pháp đăng, thưa tòa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thưa tòa pháp đăng nghe được xin thỉnh thưa tòa trả lời cho cô thảo luận số 4. Dạ, câu này thật ra thưa quý vị là câu thảo luận số 5 chứ không phải là câu số 3, quý vị có gì sự. Thưa pháp đăng, hôm nay chúng ta nói về năm pháp cái là năm pháp ngăn ngại cho thiền định. Và có nhiều người nghĩ rằng ô chỉ mình tu thiền thì năm pháp này ảnh hưởng, nhưng mà năm pháp này ở trong hoàn cảnh có ảnh hưởng chúng ta không, như là chúng ta là người không tu thiền hay là chúng ta là người bình thường sống sinh hoạt đi đứng nói năng này đó, thì năm pháp này nó có trở ngại chúng ta không? Xin thưa tòa khoan hỷ cho biết ý kiến về điều này. Hello. Dạ, con đang kinh hành lễ Đức Tam Bảo, kinh hành lễ quý thượng tọa, kinh hành lễ chư tôn đức tăng, chào quý bà quý cô tu nữ. Thì ở trong cái bài học hôm nay với nói về năm cái tiền cái đó, thì thật sự nó trở ngại với chúng ta rất là nhiều cái gì.
Chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà chạy xe mà chúng ta bị hôn trầm thiên miên cái đó, là chúng ta bất tình lình chúng ta ngủ gục ấy, thì rất là ảnh hưởng. Hiện giờ quý vị biết rằng ở tại Việt Nam thì rất là nhiều những cái trường hợp mà tài xế gây ra cái tai nạn, nhất là tài xế chạy con xe công đó, mà gọi là container đó. Những cái xe tải khách hay là những xe hàng đó, họ có thể bất tình lình mà họ ngủ, họ chỉ cần ngủ gục chút xíu thôi là họ đã gây ra cái tai nạn thảm khốc rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta đó thì những cái tiền cái này đó, nó ở trong cái đời sống của chúng ta nó cũng gây ra nguy hại rất là nhiều. Thường thường thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta không biết giữ gìn cái sức khỏe đó. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng nhiều lúc mà chúng ta cần ngủ chúng ta không chịu ngủ, ở lúc mà không cần ngủ thì chúng ta lại bị ngủ, bị buồn ngủ. Thì chính cái tham dục cái đó là cái đam mê. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều người họ đam mê nghe nhạc, hay đam mê coi phim, hay là đam mê chuyện chơi tứ sắc, chơi bài, chơi cái này kia nọ đó. Họ không ngủ, không chịu ngủ. Nhưng mà lúc mà họ chạy xe đó thì họ thiếu ngủ, nó gây cái tai nạn rất nguy hiểm. Thì thường thường chúng ta thấy rằng cái sự thiếu ngủ đó, mà nó gây ra như vậy đó, thì lúc chúng ta bị tham dục cái nó chi phối quá nhiều. Có nghĩa là chúng ta tới giờ ngủ chúng ta không chịu ngủ. Tới giờ ngủ chúng ta không chịu ngủ, nên khi mà chúng ta không chịu ngủ như vậy, thế là chúng ta thấy những người bị bệnh tiểu đường quý vị, nó cũng sanh ra cái ngủ gục. Cái ngủ gục đó, có nghĩa là cái những người bị bệnh tiểu đường, đường nó cao, nó cũng sanh ra những cái trạng thái làm cho mình mất đi cái sự kiểm soát. Nói chung ra đó, thì chúng ta thấy rằng cái tham dục cái là cái nguyên nhân mà thường thường mình gọi là lúc ngủ mà không chịu ngủ. Vì mình ưa thích cái gì trong đó mà mình không chịu ngủ, nên khi mà mình bị hôn trầm thiên miên nó bao phủ đó, thì mình lại không có được, nên mới xảy ra những cái tai nạn. Còn sân độc cái đó, thì chúng ta biết rằng đối với đời sống có nhiều khi chúng ta quên lời qua tiếng lại, từ những cái lời nhỏ thôi, chúng ta thấy như hai cái dòng Thích Ca, cái dòng Sắc Cái Giá, dòng bên nội ngoại của Đức Thế Tôn đó, mà khi mà cũng lời qua tiếng lại từ những người nông dân, những người làm ruộng nước, thì cuối cùng hoàng gia hai bên đó, chuẩn bị quýnh lộn nhau, và Đức Phật Ngài đã ngăn ra, Ngài đã đến cái dòng sông này ngăn hai dòng họ nội ngoại, Ngài thuyết giảng cái bài pháp cú. Thì chúng ta cũng thấy là lời qua tiếng lại đó mà mình không có kiềm chế được đó, để gây sanh ra cái chuyện lớn chuyện, mình gọi là sân độc cái đó, từ việc nhỏ lan ra việc lớn. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những chuyện bây giờ đó, có nhiều người đó họ gây hấn quýnh lộn chém lợn đó, từ những chuyện rất là nhỏ, nhưng mà thật sự cái đó là do sân nó sân, mà khi nó gặp những cảnh trái ý nghịch lòng đó, mà không kềm chế được đó, không có biết được, không có nhận diện được đó, nó gây ra biết bao nhiêu cái sự chết chóc, nó cũng gây ra biết bao nhiêu cái sự tang thương. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà như chàng thanh niên nó nghe ông trưởng giả nói một câu thôi mà anh ta sân hận, anh ta chặt chân bò 7 lần, đốt ruộng 7 lần, đốt cái cốc Đức Phật. Và chúng ta nghe những chuyện đó, nhưng mà thật sự ra cái lời nói của người ta vào cái lỗ tai của chúng ta đó, thì cái tâm sân nó nổi lên, mình cột quan trái quán thù. Hay là quý vị thấy Hoàng Tử Quý Đu Đá Phá đó, khi nghe là cái người quan mà nói lại cái dòng Thích Ca mà lấy sữa mà rửa cái đôn đó, thì Hoàng Tử Quý Đu Đá Phá đã nghe cái câu đó và nguyện, cũng như là nguyện lấy máu ở nơi cổ của dòng họ Thích Ca để rửa lại cái đôn đó. Và cái chuyện mà sau này Quý Đu Đá Phá giết dòng họ Thích Ca đó cũng từ cái câu nói của người khác thôi. Mà người khác á, thì cũng nghe một cái người tớ gái Lào mấy cái đôn đó nói thôi. Thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta rất là ảnh hưởng 50 tiền cái này. Từ tham dục cái là chúng ta ưa thích, chúng ta đam mê quá, rồi chúng ta bị hôn trầm thủy miên cái, nó bao phủ gây ra sự đau khổ.
hoặc là chúng ta bị sân độc cái đó, nó những cái tái ý nghịch lòng đó thì nó sanh ra những cái sự đau khổ. Rồi những cái điều đó nó đều bị trảo hối cái, có nghĩa là chúng ta không có suy tư chính chắn, rồi mình gọi là đời sống của mình nó mình không biết tiết chế trong sự ham muốn, do cái tâm mình phóng dật, do bị cái trảo hối cái nó làm cho mình tiêu tốn cái thời gian, rồi cái lúc mà hôn trầm thì miên cái làm cho mình buồn ngủ giả dược thì đã nhiều khi nó cướp đi cái mạng sống của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng năm cái tiền cái này thật sự rất là quan trọng. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, vậy chúng ta chỉ nói một vài cái điểm như vậy, rồi chúng ta sẽ những lần sau chúng ta cũng sẽ học, chúng ta cũng sẽ nghe nữa. Bây giờ con xin gửi mic lại để kết thúc buổi học. Sa thú kính trường sư tổ hợp đăng. Thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy rằng một người mà thương mình thì khéo phòng hộ tâm ý. Và khi chúng ta nói tâm phòng hộ tâm ý thế thì chúng ta hiểu rằng năm pháp này là năm pháp làm cho tâm ý của chúng ta bị vẩn đục. Học đến và cách làm thế nào để vượt qua những cái chướng ngại này là một bài học lớn, một kinh nghiệm rất là cần thiết cho chúng ta. Thí dụ như sự bực bội, hận thù chẳng hạn, những điều đó khi nó xảy ra đối với chúng ta phải đặt câu hỏi rằng mình phải đối diện nó như thế nào. Thì bài học này là một bài học rất là lợi lạc nếu chúng ta có dịp đào sâu hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma kính trên chư vị giảng sư đã vào tâm để thuyết giảng. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà. Dân kim chi phu la ca mang ca pa pa ge re ya ma ma ca ye na va ca ma na sa di da se su ca tang ca tang ye ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca tang gu nya pa lang mai an sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su ri tang ye tang gu nya pa lang mai ya ye ya sa Anacchananti deva janto adiveta yumta pe lokam diye sata jivanta arane dukha manunyam pojanam sape rapanto mamache parapati. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi xa
nhớ thân phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành thuôn hòa trị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa ta rằng miền công đức đã làm kiến chiếm lành giải thoát để từ và chúng sanh đồng niên thành chân nhân. Sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Phú Tha Thâm Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Chát.